Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL. Tiếp tục lại là một cặp siêu hiếm vào thời điểm này, đó là một cặp súp SRX 718S đến từ đất nước Mỹ và Make in USA, cực hiếm trong thời điểm này. Nhưng hiếm hơn là vì một cặp súp nó cực đẹp luôn. Thì xin mời tất cả các bác quan tâm tới cái sản phẩm Mỹ Lòi. Và nhiều các bác muốn chờ đợi mình mua Mỹ Lòi thì đây là một cặp súp không thể bỏ qua các bác nhé. Các bác cùng em Cao sẽ đi vào phần chi tiết của sản phẩm. Đầu tiên, chiếc súp thì quan trọng nhất ở gì ạ? Ở cái bát. Các bác hãy nhìn cái bát tím đúng khoai môn luôn. Đã. Xuất sắc luôn các bác nhé. Cực xuất sắc luôn. Tím ngắt luôn. Đấy. Và mỗi một lần sản phẩm thì chúng ta hãy để ý là cái nội thất nó quan trọng vô cùng luôn. Không một vết nha các bác nha. Đấy. Đó. Đây là các cái ánh này, cái ánh đèn này. Đó. Còn đây, em mang đây cho quay xuất sắc luôn cho các bác. Tím ngắt luôn. Và đây tiếp tục. Mã. Đó. Côn keo, đét là đẹp luôn. Ui. Rất rất hiếm vào thời điểm này, cũng như là nếu như em cũng phải nói là rất hiếm những cặp súp mà nó đẹp như thế này các bác nhá. Make in USA sáng choang luôn. Tím ngắt luôn, các bác hãy nhìn sáng choang. Đấy. Ok, chiếc đầu tiên các bác nhé. Chúng ta sang chiếc thứ hai. Tím ngắt không một vết. Điểm trừ các bác nhé. Đấy. Rất hiếm khi mà các bác lựa chọn Make in USA thì đây là một cặp súp cực hiếm luôn các bác nhá. Sáng choang luôn này. Đấy. Bát 2268 HPL. Đấy. Sáng choang luôn. Và cái điều mà rất quan trọng này, đó là côn keo nhện phẳng tắp, các bác nhìn thấy chưa? Cái này là hơi bị đấy. Quay rất kỹ luôn cho các bác. Quan trọng nhất của con súp là cái gì ạ? Có mỗi cái này thôi các bác nhé. Đấy. Còn thùng vách thì đang đương nhiên rồi. Ok. Tím ngắt luôn. Đấy. Đấy. Bác nào quan tâm thì hãy alo em Cao. Và thùng vách thì không phải suy nghĩ rồi. Đét đèn đẹp bao luôn, thùng vách không vỡ dập. Các bác nhá. Thùng vách không một chút vỡ dập, không còn cái gì. Đó. Xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ quay chi tiết của sản phẩm ngoại thất. Mỗi một lần khi em Cao review sản phẩm thì phải nói rằng em quay rất chi tiết nội thất. Cái điều mà em muốn nhấn mạnh với các bác khi đi mua hàng, không phải chúng ta thêm một vài triệu đâu, mà chúng ta được cái món hàng mà chúng ta cực kỳ ưng ý. Tại vì là hàng bãi mà đẹp xuất sắc như thế này thì
các bác biết rồi đấy, không phải dễ dàng gì mà có được, khi chúng em cũng phải chấp nhận một cái giá tương đối cao, chứ không phải là mình các bác chấp nhận cái giá cao khi mà muốn được có hàng đẹp các bác nhá. Ok, xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào ngoại thất của sản phẩm. Xin chào tất cả các bác, trở lại với clip ngoại thất của SRX718. Đầu tiên là chúng ta hãy nhìn tất cả những cái gì là chi tiết nhất. Cạnh góc cạnh các bác nhá, xuất sắc luôn. Đó, em quay chậm. Đấy. Xuất sắc luôn. Make in Ueda. Xuất sắc luôn các bác nhé. Chiếc thứ nhất này, chiếc thứ hai các bác nghe. Bẩn này, bẩn nhá, chứ không phải xước đâu, bẩn này, thì lau đi. Make in USA, đúng series các bác gọi nhá, xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn. USA mà đẹp này thì hiếm lắm các bác nhá. Nhất là cái củ bát và các bác được em Cao quay chi tiết. Đấy. Cạnh góc cạnh là tắp tầm tập nhá. Đó. Quay lại lần nữa để cho các bác. Tặng luôn. Các bác nào đang sở hữu những cặp full Mỹ lòi thì đây là những cặp súp tương ứng với nó đây. Đó. Rồi. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em ở Hoàng Mai, Hà Nội. Và đừng quên là bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL Hoàng Mai. Đừng quên là hãy tặng em Cao xin một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất các bác nhé.